Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đi thị sát, kiểm tra tình hình thi công xây dựng bến số 3, 4, 5, 6 tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Đi thị sát kiểm tra tình hình thi công xây dựng bến số 3, 4, 5, 6 tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo quá trình thi công phải xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, giải quyết tốt vấn đề vốn cho thi công bảo đảm tiến độ, thực hiện 3K, 4 kíp chất lượng, bảo đảm các yêu cầu kỹ mỹ thuật, xử lý các vấn đề nguyên vật liệu, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động, bảo đảm sức khỏe người lao động, phòng chống thiên tai, bảo đảm vệ sinh môi trường, thực hiện xanh hóa, chuyển đổi số. Thủ tướng cũng yêu cầu ngân hàng nghiên cứu giảm lãi suất, tạo điều kiện giảm chi phí cho các doanh nghiệp nói chung, cho công trình này nói riêng. Thủ tướng mong Hateco, nhà thầu bám sát thiết kế, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, thành phố Hải Phòng bảo đảm các nguyên vật liệu, an ninh trật tự trên công trường. Thủ tướng lưu ý chi phí vận tải ở Việt Nam cao hơn các khu vực 17% so với 12-13% các nước chung quanh chúng ta, cần những cảng lớn để tàu lớn vào thẳng, không phải qua trung chuyển, góp phần giảm chi phí logistics. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, phải tích cực vào cuộc hỗ trợ thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng. Bộ Giao thông Vận tải phải bám sát công tác quản lý nhà nước, xử lý vấn đề vốn trên tinh thần vướng ở cấp nào, cấp đó xử lý. Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, thúc đẩy nhanh công trình, không được để xảy ra tham nhũng tiêu cực, đội giá, nâng giá, kéo dài thời gian thi công công trình khiến đội vốn. Đến thời điểm này, các hạng mục như thiết kế, thi công nền, thi công bãi, cầu đã đảm bảo đúng tiến độ, dự kiến cảng đi vào hoạt động trong quý 1 năm 2025. Khi đó tất cả các tàu trên thế giới từ 18.000 cho đến 20.000 TEUs có thể ra vào cảng này làm hàng, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam sẽ xuất thẳng sang châu Âu, châu Mỹ, không phải trung chuyển, góp phần quan trọng giảm thời gian, chi phí logistics cho doanh nghiệp. Bến số 5, 6 đi vào hoạt động cùng với các bến khác thuộc cảng nước sâu Lạch Huyện khi hoàn thành, sẽ từng bước xây dựng khu bến cảng container hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của khu vực miền Bắc trực tiếp đến thị trường châu Âu, châu Mỹ. Các bến cảng sẽ khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý để phát triển khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải về hệ thống cảng biển, logistics và khu công nghiệp sau cảng, thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố, khu vực phía Bắc phát triển. Cùng với các chính sách ưu đãi cao nhất của nhà nước về thuế và đất đai áp dụng cho các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp, đây là dự án được kỳ vọng sẽ phát triển thành một trung tâm sản xuất, trung tâm logistics, trung tâm phân phối hàng hóa xuất nhập khẩu tầm cỡ khu vực và quốc tế, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu ngân sách cho nhà nước. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu diễn ra vào chiều nay. Dự án khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu là một trong những dự án trọng điểm của Hải Phòng, có lợi thế đặc biệt trong kết nối giao thương quốc tế, nằm tại khu vực cảng xếp hạng đặc biệt của quốc gia, được định hướng trở thành một trong ba cảng trung chuyển quốc tế của cả nước, góp phần kết nối hiệu quả các phương thức vận tải, phát huy lợi thế là phương thức chủ đạo vận tải hàng hóa khối lượng lớn, đóng vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa quốc tế, giảm chi phí logistics. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần tận dụng tối đa lợi thế về các cơ chế chính sách đặc thù của thành phố Hải Phòng, mạnh dạn triển khai thí điểm các mô hình mới, đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tăng cường nguồn lực về tài chính, nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ hiện đại trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Các ban bộ ngành trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cần hỗ trợ tạo điều kiện tối đa cho dự án triển khai hiệu quả, tiếp tục phát huy tinh thần cải cách, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án triển khai đúng tiến độ và hiệu quả nhằm xây dựng một khu công nghiệp kiểu mẫu, khu phi thuế quan đạt tiêu chuẩn quốc tế hiện đại. Phát huy cái tính tự lực tự cường và cái quản trị tiên tiến, vận dụng cái quản trị tiên tiến ngay từ đầu, quản lý thông minh ngay từ đầu trong cái khu công nghiệp này. Và tất nhiên phải có sự hỗ trợ của Hải Phòng về cái vấn đề liên quan đến mặt bằng, liên quan đến cái hạ tầng đấu nối, hạ tầng điện, hạ tầng giao thông, rồi hạ tầng viễn thông, rồi các cái loại hạ tầng khác. Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu cần nghiên cứu các cơ chế, chính sách thuận lợi, tạo điều kiện phát triển cho Hải Phòng nói chung và cảng quốc tế Lạch Huyện nói riêng, phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy nhanh việc hoàn thiện đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống các bến cảng tại Lạch Huyện, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư quốc tế, thu hút các nhà đầu tư lớn đến với dự án, qua đó đẩy nhanh việc xây dựng dự án thành một trung tâm sản xuất, logistics.
và phân phối hàng hóa tầm cỡ khu vực và quốc tế, yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu xây dựng một dự án xanh, một dự án thông minh, phù hợp xu thế phát triển trên thế giới.